Rồi xin chào các bạn nha. Hôm nay á mình cùng với Võ Thần Kỳ đi tìm đồ chơi nha các bạn. Ha ha, mình đi ra khu bãi đất trống này các bạn ơi. Ui, bãi cát các bạn ơi. Wow. Ôi, ở đây có nhiều đồ chơi quá nè các bạn ơi. Wow. Ui, xe này xe gì vậy? Wow, cái thằng cậu múc cát nè các bạn ơi. Ha ha, một xe cậu múc cát nè. Wow, múc coi, múc cát cái nào. Wow. À ha ha, là một xe cần cẩu múc cát các bạn ơi. Múc cát sao đâu. À ha ha, đây múc cát gì đây nè. Wow, cái đống cát này mới ai mới đổ lên vậy các bạn ơi. Wow, có xe cần cẩu luôn nè. Wow, có cái giá đào luôn các bạn ơi. Đâu cái gì? Wow, đây một chiếc nữa các bạn ơi. Wow, đây là cũng xe cần cẩu múc cát luôn nè các bạn ơi. He he, ở đâu mà được nhiều xe quá vậy ta? Wow, một xe cần cẩu múc cát các bạn ơi. He he, múc cát nào. Wow nè, xe chạy nè nha. Wow, chiếc xe rất mới luôn các bạn ơi. Xe cần cẩu múc cát nè. Wow rồi. Wow, mình lấy bỏ vô vỏ thần kỳ thôi. Đâu 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 có gì? Wow, cái gì nữa? Wow, một cái xe cần cẩu múc cát rất bự luôn bạn ơi. Màu xanh các bạn ơi. Cái xe kia là chạy bánh xích nha các bạn. Còn cái xe này là chạy bánh bánh là bánh bánh lăn bánh ấy nè các bạn ơi. Ha ha. Bánh tròn nha các bạn, he he, đó, ha ha, wow nè, múc cát sao, múc cát nào, múc cát coi, múc cát coi, wow, ôi, múc mạnh lên bạn ơi, wow, dữ quá nè, ô cái cần này nó bự quá bạn ơi nè, ô cái gào này bự quá nè bạn ơi nè, ô múc thử coi, wow, nhiều quá nè, he he, wow, wow, trên đống cát này rất là nhiều đồ chơi luôn các bạn ơi. À ở đâu ai làm rớt đây nhiều với ta. Bỏ vô đây thôi các bạn ơi. Ôi cái này là gì? À cái súng các bạn ơi. Wow cái súng nè. Wow bắn nè. Ghê chưa, ghê chưa bạn, ghê chưa. Nè bắn nè. Ủa xe này xe gì trong hộp gì? Wow xe gì vậy? Đâu tháo ra coi, khui ra, khui ra. Khui ra cho các bạn xem nào. Đây nè, để mình để khui ra cho các bạn xem nha. À một hộp xe bạn ơi. Một cái xe gì nè bạn ơi. Wow, mình đến khui ra cho bạn xem nha. Wow. Một xe gì quá nhiều luôn bạn ơi. Ôi, xe gì rất dài luôn bạn ơi. Ôi, hình như xe tải gì vậy bạn ơi. Xe này rất lạ nha. Hôm nay mới tìm được xe này lạ nha bạn ơi. Nè, Wow, mở ra thôi nào. Mở hộp ra thôi nào. Wow, khói mở kìa các bạn. Xe này làm rất kỹ luôn bạn ơi. Đóng rất kỹ luôn bạn ơi. Nè. Ôi, xe rất dài luôn bạn ơi. Nè. Ha. Một chiếc xe này là xe gì ta? Wow, xe này là xe lạ độc lạ các bạn ơi. Wow, ở đây là nó chở nè, xe này cái thùng tải nè các bạn ơi. Còn đây cái thùng để chở đồ nữa nè các bạn ơi. Wow, ở trên đây có đồ bắn súng nè. Như xe trong quân sự cái gì bạn ơi. Wow, xe đẹp quá nè. Chạy thử coi nào. Chạy coi. Ha. Wow, nó có cái vít luôn dặn nữa bạn ơi. Nè cái vít để dặn nè. À vít này dặn để mấy cái ốc này nè các bạn ơi. Ha, để tháo mấy ốc này nè. Đây nè, tháo cái xe nè các bạn ơi nè. Wow, nó tháo luôn luôn cái xe nè các bạn ơi. Ha, yên quá nè, đó. Wow, cái xe đó nè. Mình sẽ gắn lại nha. Mình gắp lại cho bạn xem nha. Yeah. Wow, đã quá bạn ơi. Nè, xe này chạy lên cát cũng được luôn các bạn ơi nè. Đó, ghê chưa, ghê chưa. Wow, thôi mình cho nó vô hộp thôi bạn ơi. Cho hộp thôi. Ôi, là một xe gì vậy? À, là xe trộn bê tông các bạn ơi. Wow, xe trộn bê tông quá đẹp, màu vàng rất đẹp bạn ơi. Đã quá nè. Chạy cái nào. Wow, bỏ lên. Ôi, cái bọc cái gì vậy? Hả? Hình như chó cứu hộ quá gì á. Ôi, một đồ chơi chó cứu hộ quá nhiều luôn bạn ơi. Đây nè. Ha ha. Wow, đem xuống đây, xuống đây, xuống đây. Wow, quá trời nhiều chó cứu hộ luôn các bạn ơi. Một bọc luôn. Ồ, mới nè, để tháo ra. Wow. Ui, ai đang kêu kỹ quá các bạn ơi. Đi, sao tháo ra bạn ơi. Ấy da. Ấy da. Wow, các bạn ơi, nè. Xé bọc luôn thôi bạn ơi. Chó cứu hộ nào. Ấy da. Ui, nhiều chú chó cứu hộ quá bạn ơi. Wow, đổ ở đây nè, đổ ở đây cho các bạn xem nào, cho bạn coi nha. Ô, rất là nhiều chó cứu hộ luôn, giới thiệu các bạn đi. Ê, từ từ thôi.
Wow, đây là một chú chó xé cứu hộ nha. Mà cái này là các bạn biết chó cứu hộ này là cởi ở trên cái nè các bạn, một chiếc gì mà cởi lên một cái xe chạy dưới nước nè các bạn ơi, một cái cao tốc dưới nước nha các bạn nè. Qua đã các bạn ơi, cái đó là gì vậy? Còn cái này là gì? Wow, chú chó cứu hộ chạy lên trên một chiếc xe siêu xe các bạn ơi, bốn bánh luôn nè, mô tô bốn bánh luôn, quá đẹp luôn các bạn ơi. Wow, con này là gì hả? Wow, chú chó chú hộ chở cái xe, chạy xe này xe gì các bạn? Ô, xe này xe ủi cát, xe ủi các bạn ơi. Wow nè, ha ha, quá đẹp luôn, có bốn cái xe luôn các bạn ơi. Rồi đâu cái nào nữa, cái này là gì? Wow, chú chó chú hộ đâu? Cái này đâu thấy chú chó chú hộ đâu rồi? Ở đây đó hả? Đâu? Ồ, chú chó cứu hộ đây hả? Ồ, để mình gắn lại các bạn ơi. À, wow, chạy trên siêu xe, chú chó cứu hộ chạy siêu xe luôn các bạn ơi nè. Rồi gì ở đây nữa? Chú cứu hộ này chạy lên chiếc gì nữa đây? Wow, bạn ơi, chiếc gì nữa đây? Ồ, lại một cái xe, một siêu xe màu đỏ nè bạn ơi. Wow, chạy lên chú chó cứu hộ chạy lên gì nữa đây? Ồ, có xe nâng các bạn ơi, có hai cái cần nâng nè. He he, rất đẹp luôn, màu xanh rất đẹp luôn bạn ơi. Wow, chú chó chú. Ô, chú chó cứu hộ chạy trục thăng luôn, bay trục thăng luôn nè, bay trục thăng luôn nè. Wow, quá nhiều bạn ơi. Ô, bỏ vô đây luôn. Ôi, cái gì vậy? Ôi lấy lẹ coi. Cái này là gì vậy? Wow, một chiếc xe tải ben các bạn ơi. Tải ben đầu khủng long nè. Wow, chiếc xe tải ben đầu khủng long nè các bạn ơi, rất mới luôn nè. Ô, wow các bạn ơi. À, mình để chiếc xe tải ben ở đây nha. Wow, mình sẽ để xe tải ben ở đây nha các bạn. Đó, rồi. Wow, mình sẽ lấy ở đây thêm có một cuộc xe. Thấy nè các bạn ơi, xe cần cổng nè các bạn ơi. Đó, thằng cổng hút nè, đó, thằng cổng hút cát nè, đó, xe cần cổng hút cát đem ra. Wow. Wow, xe mới không nghe các bạn. Hôm nay kiếm được rất là nhiều xe mới luôn các bạn ơi, đây nè. Wow, mình để nè, mình hút cát nè các bạn ơi, hút cát nè. Múc cát nè, đó, đổ lên xe đây. Đó, đổ lên xe ben nha các bạn ơi, múc cát đổ lên xe ben nha. Rồi, xe ben à, xe ben làm việc đi nào. Xe ben chạy nè. Nên rồi, tới nơi đổ ra nào. Ô, quá đẹp các bạn ơi. Wow, quá trời nhiều các bạn ơi, bỏ vô giỏ thôi. Wow các bạn ơi. Ê. Quá trời ơi. Cái xe siêu to khổng lồ luôn các bạn ơi. Xe này xe gì các bạn? Ngồi siêu xe khổng lồ luôn nè. Wow, chiếc xe rất là to luôn bạn ơi. Đây, mình sẽ gửi cho các bạn xem nha. Ôi các bạn ơi, một chiếc xe siêu to khổng lồ luôn. Ê da, ha. Ôi xe ơi, xe này xe gì vậy? Wow bạn ơi. Ôi xe đổ gác các bạn ơi. Wow, một xe đổ gác siêu to khổng lồ. Ôi, ở đâu đây khủng long nữa vậy? Ô, hai ba con khủng long luôn nè. Hả, ở đâu vậy? À, xi lụm nó đó được hả? Trên bãi cát hả? Trời ơi, hai khủng long quá đẹp không bạn ơi, nè. Wow. Ồ, nó có đồ đổ cát nữa nè các bạn ơi, nè. Nó đổ gác nè các bạn ơi. Đó, nó đổ gác đây nè. Ô, một xe siêu to khủng lồ luôn bạn ơi. Ô, bánh rất là to luôn bạn ơi. He. Wow, một xe này rất là hay luôn các bạn ơi. Xe này để đi đổ gác nha các bạn. He. Bạn ơi, nè, mình sẽ để cho bạn xem nha, xe đổ gác nha, gác đây nè, thấy không? Đó, nè, đổ vô nè. Wow, đó, thấy không? Các bạn thấy chưa, đó, các bạn thấy chưa? Đó, đọc không? Nè, đó, nè, đổ gác vô, wow, nè, rồi, tới nơi, đậu, chạy tới nơi, tới nơi nè, đổ gác các bạn. Wow, wow, xe rất là độc luôn các bạn ơi. Wow, xe rất bự luôn các bạn ơi. Wow, ha, đâu đây xe gì vậy? Ôi các bạn ơi, rất là nhiều xe luôn các bạn ơi. Wow, ôi một hộp xe này rất nhiều nè. Ôi rất nhiều luôn bạn ơi, xe lạ không à? Xe trộn bê tông nè các bạn. Rồi xe này, ôi nhiều quá các bạn ơi. Ha, xe mô hình các bạn ơi, xe công trình nè, xe tải ben nè. Ôi xe này xe chở xếp xe cảnh sát hay gì nè bạn ơi. Ôi taxi nữa nè bạn. Ôi nhiều quá bạn ơi, nhiều xe đẹp quá hả?
Thôi cái này xíu mình vô mình gỡ sau nha các bạn ơi. Quá nhiều xe đẹp bạn ơi, bỏ vô đây đi. Wow, khủng long nè. Ê, cái này gì các bạn? U, lại là một cái xe thần cổng nữa các bạn ơi. Hôm nay tìm được nhiều xe thần cổng múc cát các bạn ơi. Wow, đâu con làm múc cát cho mọi người coi coi nào. Ê nào, múc cát nào, múc cát coi. Wow, múc được không? Wow, u đã quá các bạn ơi. Hỏi các bạn ơi, mình thôi mình kết thúc clip nha các bạn. Hôm nay tìm rất là nhiều đồ chơi các bạn ơi. Wow, đây nè các bạn ơi, rất là nhiều đồ chơi luôn các bạn ơi. Wow, các bạn nhớ đăng ký kênh đi theo dõi đi tìm đồ chơi với mình nha. Xin chào các bạn nha các bạn.